Để làm phức tạp thêm mọi chuyện, cứ vài năm một lần, trái đất lại trải qua hiện tượng El Niño và La Niña, hai hiện tượng đối lập nằm trong dao động Nam El Niño, hay còn gọi là ENSO. ENSO đã được ghi nhận từ hàng chục ngàn năm trước và thậm chí có thể đã góp phần gây ra sự suy tàn của nhiều nền văn minh cổ đại lớn. Một trong những đợt El Niño mạnh nhất trong lịch sử vừa mới kết thúc vào giữa năm 2024, sau khi khiến nhiệt độ bề mặt đại dương tăng đến mức kỷ lục, gây căng thẳng nhiệt lên các rắn san hô, hạn hán tại Amazon và lượng mưa cực đoan nguy hiểm tại Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Giờ đây, La Niña được dự báo sẽ bắt đầu vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Câu hỏi đặt ra là, điều gì sẽ xảy ra khi La Niña tác động lên toàn cầu và từng khu vực cụ thể? Tôi là Kitten và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cách mà ENSO hoạt động, giải thích thời kỳ trung tính là gì và tìm hiểu những gì có thể xảy ra khi La Niña bắt đầu phát triển trong những tháng tới. Trong giai đoạn bình thường, khi trái đất không trải qua El Niño hay La Niña, chúng ta gọi đó là trạng thái ENSO trung tính. Nhưng cứ vài năm, những biến động trong gió và nhiệt độ bề mặt đại dương lại báo hiệu sự khởi đầu của El Niño hoặc La Niña, làm thay đổi mô hình khí hậu trên toàn cầu. Những hiện tượng này có thể gây ra thời tiết cực đoan và làm biến động môi trường. Như bạn có thể thấy, ánh sáng mặt trời không chiếu đều trên bề mặt trái đất. Tại đường xích đạo, nơi mặt trời chiếu trực tiếp nhất, nhiệt độ tăng cao, tạo ra không khí nóng ấm bốc lên tầng khí quyển, ngưng tụ thành những đám mây khổng lồ. Điều này lý giải tại sao rừng nhiệt đới thường tập trung ở gần xích đạo. Không khí nóng bốc lên đầy không khí lạnh hơn về phía Bắc và Nam. Sau đó không khí này lại chìm xuống bề mặt trái đất, tạo thành một chu kỳ tuần hoàn gọi là ô Hadley. Gió bề mặt sinh ra từ các ô Hadley bị lệch hướng về phía xích đạo do sự quẩy của trái đất, một hiện tượng được gọi là hiệu ứng Coriolis. Hiệu ứng này tạo ra các luồng gió mậu dịch, và chính sự thay đổi trong cường độ gió mậu dịch là tín hiệu báo trước về El Niño hoặc La Niña. Trong lịch sử, gió mậu dịch đã đáng tin cậy đến mức các thủy thủ sử dụng chúng để vượt đại dương. Những dấu vết hóa học của ENSO có thể được tìm thấy trong hóa thạch san hô cổ đại, kéo dài hàng chục ngàn năm. Ghi chép về ENSO bắt đầu từ thế kỷ 16. ENSO là một phần không thể thiếu trong lịch sử khí hậu và thời tiết toàn cầu, và nó tiếp tục có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong thời hiện đại. Với La Niña đang đến gần, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem hiện tượng này sẽ mang đến những thay đổi gì cho trái đất. Phải đến thế kỷ 20, chúng ta mới bắt đầu giải mã được cơ chế phức tạp đằng sau hiện tượng ENSO. Bước đột phá quan trọng đầu tiên xảy ra vào những năm 1920, khi Sir Gilbert Thomas Walker, một nhà khoa học người Anh, nghiên cứu về sức mạnh của gió mùa ở Ấn Độ. Trong quá trình tìm kiếm phương pháp dự đoán sức mạnh gió mùa, ông đã phát hiện ra dao động nam, một sự thay đổi lặp đi lặp lại về áp suất không khí trên vùng xích đạo Thái Bình Dương. Dao động này là một phần của luồng không khí quy mô lớn chưa từng được biết đến trước đó và sau này được gọi là hoàn lưu Walker. Bạn còn nhớ tôi đã nói về các ô Hadley lưu thông không khí theo hướng Bắc và Nam? Hoàn lưu Walker cũng tương tự, nhưng thay vì di chuyển không khí theo trục Bắc, Nam, nó di chuyển theo hướng Đông, Tây trên Thái Bình Dương. Khác với Hadley, hoàn lưu Walker không được thúc đẩy bởi ánh sáng mặt trời, mà bởi gió mậu dịch và nhiệt độ đại dương. Mãi đến những năm 1980, các nhà khoa học mới có thể liên kết những thay đổi này trong áp suất không khí với sự biến đổi nhiệt độ bề mặt biển và qua đó hiểu rõ hơn về ENSO. El Niño là sự thay đổi nhiệt độ bề mặt biển, trong khi dao động nam là sự biến động áp suất không khí. Hai hiện tượng này kết hợp lại thành cái mà chúng ta biết ngày nay là El Niño dao động nam ENSO. Khác với ô Hadley ổn định, hoàn lưu Walker thường không nhất quán và có thể trải qua những biến đổi lớn. Cứ vài năm, gió mậu dịch và nhiệt độ bề mặt biển trên Thái Bình Dương thay đổi, báo hiệu sự thay đổi trong hoàn lưu Walker. Chính sự thay đổi này dẫn đến những hiện tượng thời tiết cực đoan mà chúng ta gọi là El Niño hoặc La Niña, gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến khí hậu toàn cầu và hệ sinh thái. Trong giai đoạn ENSO trung tính, nhiệt độ bề mặt biển và gió mậu dịch duy trì ở mức trung bình. Gió mậu dịch thổi qua Thái Bình Dương, kéo theo nước ấm từ bờ biển Nam Mỹ sang phía Tây, về phía Úc và Đông Nam Á. Khi nước ấm di chuyển, nước mát giàu dinh dưỡng trào lên thay thế, tạo nên một quá trình gọi là sự trào lên, upwelling. Hiện tượng này giúp nuôi dưỡng các hệ sinh thái biển, từ thực vật phù du đến các loài cá. Trong thời kỳ ENSO trung tính, thời tiết toàn cầu ít nhiều ổn định. Bão ở Đại Tây Dương hình thành bình thường, lượng mưa mùa ở Đông Nam Á cũng ở mức trung bình. Lưu thông Walker đẩy không khí ấm lên trên các vùng như Nam Á, Bắc Nam Mỹ và Trung Phi. Điều này lý giải tại sao những khu vực này có rừng nhiệt đới phong phú và xanh tươi. Ảnh hưởng của hệ thống lưu thông không khí xích đạo này rất lớn, và bất kỳ thay đổi nào cũng có thể gây ra tác động lan rộng toàn cầu. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy có sự thay đổi là khi gió mậu dịch bắt đầu yếu đi
và nhiệt độ bề mặt biển ở Thái Bình Dương tăng lên, báo hiệu sự xuất hiện của hiện tượng El Niño, giống như những gì chúng ta đã trải qua vào các năm 2023 và 2024. El Niño là hiện tượng khí hậu gây ra nhiều biến đổi đáng kể trên toàn cầu. Trong thời gian diễn ra El Niño, những cột không khí ấm khổng lồ di chuyển lên trên các khu rừng nhiệt đới trên trái đất, và sự dịch chuyển này tạo nên những thay đổi to lớn trong hệ thống khí hậu toàn cầu. Một trong những hậu quả lớn nhất là sự gián đoạn của mùa gió mùa ở châu Á, gây hạn hán nghiêm trọng và tình trạng thiếu nước, ảnh hưởng đến hàng tỷ người ở Đông Á. El Niño cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến miền Tây Hoa Kỳ, mang theo những dòng chảy lớn chứa đầy hơi nước đến khu vực này. Khi những dòng sông khí quyển này gặp phải lục địa, chúng giải phóng lượng mưa khổng lồ, gây ra lũ lụt, lở đất và làm gián đoạn giao thông. Các dòng sông khí quyển có thể được hiểu như những dòng nước khổng lồ bay lơ lửng trên không trung, mang theo độ ấm từ đại dương vào đất liền và gây ra mưa lớn. Điều này dẫn đến những trận lũ kinh hoàng và nhiều vấn đề giao thông nghiêm trọng ở Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. Sự thay đổi tuần hoàn Walker trong thời gian El Niño ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn cầu. Tuy nhiên, tác động của nó đến từng vùng địa lý có thể rất khác nhau. Ví dụ, các khu vực như rừng mưa nhiệt đới Amazon và Đông Á thường có nhiều mưa, nhưng lại gặp hạn hán trong thời kỳ El Niño. Trong khi đó, miền Tây Bắc Mỹ, vốn khô ráo, lại có thể trải qua những cơn mưa lớn khủng khiếp. El Niño 2023 cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kênh đào Panama, nơi thiếu nước để vận hành do lượng mưa không đủ. Điều này khiến việc vận chuyển hàng hóa toàn cầu bị gián đoạn, làm trì hoãn quá trình vận chuyển trên toàn thế giới. Ngoài những tác động lên thời tiết, El Niño còn ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái. Các rạn san hô, vốn phụ thuộc vào nhiệt độ ổn định của bề mặt biển, đã chịu thiệt hại nặng nề. Sự kiện El Niño 2023 đến 2024 đã gây ra hiện tượng tẩy trắng hàng loạt lần thứ tư trong lịch sử, ảnh hưởng đến 99,7% các rạn san hô nhiệt đới ở Đại Tây Dương. Không chỉ có san hô, El Niño còn làm suy giảm lượng nước lạnh giàu dinh dưỡng ở Thái Bình Dương, ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật phù du, nguồn thức ăn quan trọng của nhiều loài cá. Khi lượng thực vật phù du giảm đi, cá phải di cư hoặc chết, làm suy yếu hệ sinh thái biển và gây ảnh hưởng lớn đến các cộng đồng ven biển phụ thuộc vào nguồn cá này để sinh sống. El Niño là một hiện tượng phức tạp, mang theo sự biến đổi khắc nghiệt trong thời tiết và hệ sinh thái toàn cầu. Sự kiện gần đây từ năm 2023 đến 2024 đã cho thấy những hậu quả tàn khốc của nó, từ lũ lụt đến hạn hán, từ sự tẩy trắng san hô đến sự suy giảm nguồn cá. Những biến đổi khắc nghiệt này tiếp tục khiến chúng ta phải tìm cách hiểu và thích nghi với hiện tượng Enso nhằm bảo vệ sinh kế và hệ sinh thái trong tương lai. Hiện tượng La Niña sắp tới đang là tâm điểm chú ý và chúng ta có thể mong đợi gì từ nó. Trái ngược với El Niño, La Niña là phiên bản cực đoan đối nghịch với gió mậu dịch mạnh hơn và nhiệt độ bề mặt Thái Bình Dương thấp hơn trung bình. Để hiểu rõ hơn, hãy tưởng tượng La Niña là một trạng thái trung tính nhưng dữ dội hơn trên toàn cầu với một vài khu vực ngoại lệ. Trong thời kỳ La Niña, các cột không khí ẩm ở Nam Á và phía Đông Bắc Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn, trong khi các khu vực ở châu Phi chịu sự đảo ngược trong mô hình không khí này. Cũng giống như El Niño, tác động của La Niña tùy thuộc vào vị trí địa lý. Đến tháng 8 năm 2024, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, NOAA, dự báo có 66% khả năng La Niña sẽ hình thành từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024 và có 74% khả năng kéo dài đến mùa đông năm 2025 đến năm 2026. Hiện nay, mô hình dự đoán cho thấy khoảng 50% khả năng sự kiện La Niña này sẽ đạt cường độ trung bình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, mặc dù dự báo sự xuất hiện của La Niña thường chính xác, nhưng cường độ của nó có thể thay đổi theo từng tháng. Mặc dù một El Niño mạnh kết thúc vào năm 2024 không đảm bảo rằng La Niña sẽ có mức độ cực đoan tương tự, song vẫn có trường hợp La Niña yếu hoặc mạnh tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Trong lịch sử, chỉ có 10 lần Enso chuyển từ El Niño sang La Niña trong vòng một năm, do đó vẫn còn rất ít dữ liệu để rút ra các kết luận chắc chắn. Điều này khiến các nhà khoa học cảnh báo rằng cường độ của Enso không phải lúc nào cũng phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của các tác động mà nó mang lại. Vậy chúng ta có thể biết gì về La Niña sắp tới? Tại Bắc Mỹ, La Niña có khả năng mang lại mùa đông lạnh và ấm hơn ở phía Bắc, trong khi phía Nam có thể trải qua mùa đông ấm hơn và khô hơn. Đặc biệt, La Niña cũng làm tăng nguy cơ về một mùa bão mạnh hơn ở Đại Tây Dương, với khả năng xuất hiện nhiều cơn bão mạnh hơn. Đối với Đông Nam Á, La Niña thường mang theo lượng mưa lớn hơn bình thường, đặc biệt trong mùa gió mùa, làm tăng nguy cơ xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Những khu vực vốn đã mưa nhiều có thể phải đối mặt với tình trạng ngập úng kéo dài, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, nông nghiệp
và đời sống của hàng triệu người. La Niña cũng sẽ thường làm gia tăng hoạt động của các cơn bão nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bao gồm cả vùng Đông Nam Á. Gió mậu dịch mạnh hơn và điều kiện thời tiết thuận lợi có thể khiến các cơn bão nhiệt đới hình thành và phát triển mạnh hơn, dẫn đến nguy cơ cao về những cơn bão lớn và tàn phá. Đặc biệt, các quốc gia như Philippines, Việt Nam và các khu vực ven biển khác có thể phải đối mặt với nhiều cơn bão mạnh hơn và gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản do mưa lớn, gió mạnh và lũ lụt. Ở khu vực Đông Á và Úc, La Niña thường mang lại lượng mưa gia tăng, trong khi tại châu Phi, một số khu vực phía Tây sẽ trở nên ấm hơn, còn miền Đông châu Phi lại có xu hướng hứng chịu hạn hán nặng nề hơn. Mối quan hệ giữa ENSO và châu Âu thì ít rõ ràng hơn do khoảng cách xa, nhưng dự kiến La Niña sẽ mang lại mùa đông lạnh hơn mức trung bình cho miền Trung và Tây Âu, cùng với lượng mưa giảm tại khu vực này. Một điểm quan trọng khác là chúng ta chưa rõ hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chu kỳ ENSO trong tương lai. ENSO đã tồn tại qua hàng nghìn năm, nhưng khi biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ trở nên thường xuyên và mạnh mẽ hơn. Dữ liệu lịch sử cho thấy, cả El Niño và La Niña trong vài thập kỷ gần đây đã trở nên dữ dội hơn, gây ra những tác động nặng nề như hạn hán, lũ lụt, nắng nóng và bão lớn. Sự kiện La Niña kéo dài 3 năm từ 2020 đến 2023 là một minh chứng rõ ràng. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra khi biến đổi khí hậu ngày càng tác động lên chu kỳ ENSO vẫn còn là một câu hỏi mở. Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu và hy vọng sẽ có thêm những dự báo chính xác hơn. Thế nhưng, dù ENSO có phức tạp và khó dự đoán đến đâu, chúng ta cần phải chuẩn bị tốt hơn cho tương lai và tìm cách thích ứng với những biến đổi khó lường này. La Niña sắp tới chắc chắn sẽ là một cơ hội để chúng ta hiểu thêm về khí hậu hành tinh. Hãy hy vọng rằng nhân loại sẽ biết tận dụng các bài học này để thích nghi và xây dựng một tương lai bền vững hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Mỗi lượt xem, bình luận và chia sẻ của các bạn đều là nguồn động lực lớn để chúng mình tiếp tục khám phá và mang đến những nội dung khoa học thú vị về vũ trụ, thiên nhiên và công nghệ. Nếu bạn yêu thích những chuyến hành trình khám phá này, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Sự ủng hộ của các bạn là điều tuyệt vời nhất giúp Kitten Explorer ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.